Kiều kìa Miên, con dẫn mẹ đi đâu đây? Mẹ con mình qua sông tránh giặc, quân Mông Cổ đang tiến vào Tây Hạ, chúng ta không thể ở lại đi chờ chết. Rồi đây giặc giả sẽ lan tràn khắp nơi, biết đường nào mà tránh. Sống chết là do trời, nhưng nếu có chết, mẹ muốn chết tại nơi đây, trên mảnh đất này, chứ mẹ không muốn bỏ thay nơi đất lạ như... Mẹ lại muốn nhắc đến cha con già em Tiêu Kim Phùng. 17 năm rồi. Vậy mà mẹ cứ ngỡ như chỉ mới vài 3 tháng. Mẹ vẫn còn nhớ như in trong trí ngày cha con dẫn con Phụng ra đi. Cha con nói chuyến đi này là chuyến buông sao cho. Không ngờ câu nói ấy đã thành sự thật, vì chiếc thuyền buông bị nhẫn đắm bởi phong ba. Giữa sông Hoàng Hà một cái buổi chiều đông, mẹ khóc suốt đêm ngày khi vừa nghe được hung tin nhờ xét đánh đi bên. Sao lòng mẹ vẫn quan mang như họ còn sống ở dương gian, và tâm linh từng khúc cứ bảo rằng sẽ có ngày được khi tương phùng. Xin lão bà giữ trọn niềm hy vọng, làm y sông tôi vào đông. Kìa, ông là ai? Tôi là thầy thuốc. Ông là người Mông Cổ? Tôi là... Dù ông là gì đi nữa thì chúng tôi vẫn ghê tởm và khinh khi người Mông Cổ. Tôi biết người Mông Cổ đang xâm lấn đất đai này, tôi cũng đang đau xót như tất cả dân Tây Hạ đều đau xót. Ông nói gì? Tôi nói, mà không, hình như đó chỉ là bản tánh tự nhiên của người thầy thuốc. Lòng chỉ muốn cứu người cho nên đau xót trước cảnh giết người. Cảm ơn ông, dân Tây Hạ chưa cần đến lòng thương hại của người Mông Cổ. Ông hãy đi đi. Cô nương, ông muốn nói gì nữa? Tự nhiên sao tôi nghe lòng mình rộn rã, muốn gào thét lên một điều gì đó, nhưng rồi tôi vẫn phải ngậm cầm. Thèm được nghe thêm đoạn cuối chuyện buồn 17 năm về trước, nên lưu luyến không cùng lòng, không nỡ vội dời chân. Sao ông có ý muốn kỳ lạ vậy? Chúng tôi sắp sang sông, ông rời khỏi đây gai kẹo, mạng ông khó được sanh tồn. Người Tây Hạ ai cũng nặng thù Mông Cổ, chuyện cũng đã khá nhiều, ông mau hãy đi đi. Dân, tôi xin đi và ước mong sẽ còn gặp lại, xin giá biệt. Mẹ, con thấy lão già đó dường như có tâm sự gì muốn nói. Không phải chuyện để mẹ con ta phải bận tâm. Vâng, bây giờ để con đưa mẹ xuống bến tìm thuyền qua sông. Kiều cô nương, sao giờ này còn ở đây không đưa bá mẫu sang sông lánh nạn? Vâng, tôi đang đưa mẹ tôi xuống bến, nhưng sợ không có thuyền. Cô nương cứ theo đoàn chiến thuyền rút về bên kia sông để bảo toàn lực lượng. Cô nương hãy đi nhanh lên, kẻo trễ. Còn tướng quân? Tôi sẽ ở lại với 200 quân quyết tử. Cổ Thập Xuyên, cô nương đừng quá bận tâm, đời võ tướng treo trên đầu gươm mũi giáo. Được rồi, để tôi đưa mẹ tôi sang sông rồi tôi trở lại. Cô nương, cô nương, đừng có trở lại, nguy hiểm lắm, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi đó. Phải, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi và đang làm chủ đất đai Tây Hạ. Trói nó lại. Dạ ngươi là? Dạng phu trưởng A Khất Lữ, kẻ đã theo chân thành các tư hãn chính
phạt từ Âu sang Á lực giành bách thắng. Còn nhà ngươi tên gì? Cổ Thạch Xuyên. À, thì ra ngươi là một võ tướng Tây Hạ mà lại tầm thường như thế sao? Có thể, nhưng tầm thường không có nghĩa là cam tâm cúi đầu làm nô lệ. Bây giờ ngươi muốn gì? Đời làm tướng ta muốn được chết trong danh dự. Ta sẽ bắt nhà ngươi chết trong ô nhục. Khoan, cha để gã này cho con xử trí. Con định làm gì? Từ ngày rời đồng cỏ theo cha đi chinh phạt, con đã không được hưởng thu đi sao? Con muốn dùng gã làm con mồi. Con của cha nghĩ ra nhiều trò chơi lưới thú thật. Được, cha giao hắn cho con đó. Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết? Tại chưa tới lúc. Khi nào mới đến lúc? Chừng nào tôi muốn. Bây giờ chắc cô nương muốn. Nãy giờ ông hỏi hơi nhiều rồi. Bây giờ tới phiên tôi. Nè, có vợ chưa? Dạ chưa. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Nhưng cô nương hỏi làm gì? Tôi muốn biết, khi tôi giết ông rồi, có ai khóc cho ông không? Không biết. Vậy thì tôi sẽ khóc. Cô nương, tại sao? Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ đắm say hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng, dường như là tình yêu giữa hai con người không thù không oán và chiến tranh không can dự gì đến đôi ta. Nhưng dù sao tôi cũng là tội nhân và tôi đang cúi đầu xót thương cho đâu có quyền nghĩ đến điều riêng tư. Sao bỗng nhiên tôi nghe như khác lạ trong lòng, như có một chút gì chương vấn, một chút hương yêu đang len len vào tim tôi. Điều là mộng ảo xa vời như gió thoáng mây trôi. Giữa tiểu thơ và tôi đã tạo thành hố sâu, nhưng chúng mình sẽ gặp nhau giữa chiến trường, nhưng hình như tôi cảm thấy yêu ông. Tôi với tiểu thơ đã rót sinh ra trong trận chiến căm thù, thì chúng ta có bổn phận riêng mình, mỗi người một con. Tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ san bằng tất cả. Nhưng yêu kẻ thù là phản bội quê hương. Hãy giết tôi đi. Tôi không quen tuân lệnh kẻ khác. Tôi sẽ tha ông. Hãy đi đi. Khoan, hình như tôi chưa được biết tên ông. Cổ Thạch Xuyên. Còn cô nương? À, khách Thiên Kiều. Cổ Thạch Xuyên, không biết rằng khi rời khỏi nơi đây, trong lòng ông có còn chút gì vương vấn còn riêng tôi? Thiên Kiều. Mai một tôi về tôi sẽ nhớ,
nhờ trời Tây Hạ nhờ người xưa. Chiều loan loan nắng trời Tây Hạ, trận chiến chưa tàn ta đã thua. Thì ra cổ tướng quân đã yêu người Mông Cổ. Kìa Tiêu cô nương, nàng là gái Tây Hạ, nàng là người yêu của Cố Thạch Xuyên. Ta cảm thấy không cần phải trả lời câu hỏi đó. Ta buộc nàng phải trả lời, nếu không ta rạch nát mắt nàng. À khắc Thiên Kiều, Tiêu cô nương với tôi chỉ là người quen biết, và quen biết một cách rất thân thiện. Thôi các người à, chớ nói thêm, ta đã hiểu rồi tất cả. Trong tình cảnh này đây, tôi chỉ là bài tướng, đã mất hết uy quyền, đâu còn gì đang nuôi. Rồi đối xử với ông bằng tất cả chân tình. Vậy mà ông lại lộng lừa và đã rẻ kinh tôi. Vì gái Mông Cổ quá hung hăng thì không thể nào cùng Tây Hạ kết ta thân nhau. A Khắc Thiên Kiều, đừng nói gì nữa hết. Tôi vừa đúng lời đã hứa là giải thoát cho ông, hãy đi đi. Thiên Kiều, ông nói láo. Tại sao ông không dám nói là ông đã yêu cô ta? Nếu đúng vậy thì sao? Nếu đúng vậy thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào không có kẻ cười người khóc. Đi, đi hết đi. Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi. Cô Thạch Xuyên, A Khắc Thiên Kiều, anh Chu Sa, tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi? Họ là ai? Tại sao em lại khóc? Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu? Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ? Tôi hết rồi. Chú Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tôi phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn, anh có còn nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đó hiểu được gì? Anh đã buồn đã khổ vì ai? Và từ bao lâu rồi? Cho mãi từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng.
anh muốn nói với em một người nỗi đau nghĩa sâu vì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngài chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc sẽ buồn, lòng dung tương chợt nghe mềm yếu, khi một lần đối diện với tình xa, anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cương rời đau kim, xóa tóc mày tô má thắm môi hồng. Phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ta vẫn hững hờ và xem em là kẻ lạ người xa. Kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn niềm đau đớn như nào hơn? Gần gũi tất gan mà như vạn lý quang sang, tình cấm nín nên tình đành tuyết dòng. Tóc bay quằn quại bay trong gió lòng, như lòng em đang bao động tươi bời. Thiên Kiều ơi, chiều nay sao bỗng nhiên anh lo sợ, như đánh mất một cái gì yêu. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho anh? Anh Chu Sa, anh nói gì lạ vậy? Thiên Kiều, anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh không thể tiếp tục câm nín để mất em. Anh sẽ nói... Chu Sa, mày định nói gì? Dạ con... Mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ dùng thứ nếu... Nhưng con biết... Thiên Kiều, tại sao con buồn? Dạ, dạ không, con mệt vì phải chống trả với bọn người đến đây giải thoát gã bại tướng Tây Hà. À, vậy con hãy về nghỉ và gọi lão lang y săn sóc cho con. Vâng. Thưa cha, con muốn nhắc cha A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hà. Phải, nó là người Tây Hà. Nhưng tại sao mày gửi cho tao nhớ một sự thật sai xuôi? Hình ảnh đứa con yêu nó mang tên là A Khắc Thiên Kiều, mà dòng máu chính thống là Mông Cổ, đã bạc mệnh từ lúc lên bà A Khắc Chu Sa. Dạ. Tại sao mày nhắc thì tao cố tình quên? Nó không hề biết rõ căn nguyên. Con sợ rồi đây nó cũng sẽ tỏ tình. Tại sao? Tại vì con cứ băn khoăn. Đừng sợ, tao vẫn chiều chuộng thương yêu nó như con ruột. Và ngoài cha con ta không còn ai biết được. À, quên nữa, còn lão Lan Y, con hãy gọi lão đến gặp cha tức khắc. Vâng. Dạ, tương quân gọi lão. À kìa, Lan Y. À kìa, sao Lan Y buồn quá vậy? Lại có nước mắt nữa. Chuyện gì đã làm cho lão phải khóc? Nhưng lão khóc vì thấy non sông của mình quằn quại dưới gót dài Mông Cổ, và lão khóc vì thấy mình phải đứng trong hàng ngũ bọn người xâm lược đang giết hại dân mình. Đã từ lâu lão quên cội, quên nguồn, quên tình nghĩa vợ chồng, quên bổn phận.
mặn làm cha. Lão đã ngậm hờn đắng cay suốt 17 năm qua. Lão sống mà như đã chết rồi, sống trong âm thầm khổ đau. Để đến ngày hôm nay, lão lại theo chân của kẻ thù về đất nước quê hương mình, làm một tên diện chinh. Làm sao khỏi đau đớn để khóc thương cho số phận của mình. Ta không xâm phạm đến tâm sự riêng tư của lão, nhưng ta muốn nhắc, liệu lão có giữ được trọn điều cam kết với ta không? Tướng quân nghi ngờ lão à? Không, ta chỉ nghĩ vậy. Ơn cứu tử hai cha con và ta có thể giết chết lão để chú nhẹm chuyện này, nhưng ta tin rằng lão không đến nỗi ngu muội quên điều cam kết đó. Không đâu, tướng quân cứ tin nơi lão. A Khắc Thiên Kiều sẽ không bao giờ biết được nó là con của một người dân Tây Hạ có cái tên là Tiêu Kim Phụng. Thôi xin phép tướng quân cho lão lui gót. À, dạ. Chuyện gì? Dạ bẩm tướng quân, Toán Tường Tiểu bắt được một cô gái đẹp, chờ tướng quân quyết định. Dẫn ra đi. Không, không, tôi không có tội gì cả. Ô kìa, một nhan sắc tuyệt trần. Ông đừng làm tôi sợ. Đừng sợ, đừng sợ. Tài sắc thiếp ta có thừa lịch lãm để nâng niu chiều chuộng khích giai nhân. Không, kẻ chinh phạt đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó. Đừng mong đem quy vũ chiếm thành đoạt lũy, mà quý diệt tâm kiên trinh đi chinh phục một nhan sắc khuynh thành. Ta thà chết với sắc son như trang dũng tướng, liều chết ta với vô thành. Ánh mắt bão cuồng rờn rợn trên da thịt, thứ khao khát thèm thuồng của giả thú cuồng chinh. Lửa đam mê như muốn thiêu cháy tim mi, ta run sợ nhưng thề không khuất phục. Dân Tây Hạ đã mất thành mất đất, nhưng giả sắc son bền vẫn tỏ trường thành. Không ai có thể cưỡng lại ý muốn của dạng khu trưởng A Khắc Lữ. Quân, hãy đưa gia nhân về danh trại, lo trang điểm, chờ ta về để cùng hưởng một đêm vui. Putana! Putana! Có việc gì? Dạ, có kẻ gian thủ lớp Mông Cổ trốn vào doanh trại của ta. Bắt được chưa? Hắn đã bị quân bắn trọng thương nhưng vẫn còn lẩn trốn. Hãy ra ngoài phụ lực với quân canh, đột đút lên dò theo vết máu của hắn. Dừng! Kẻ nào cả gan đột nhập vào đây hay là... Cô Thạch Xuyên, trời ơi, ta phải làm sao bây giờ? Lăng Y, Lăng Y, lão Lăng Y. Dạ dạ, có lão tới đây, tiểu thư cần điều gì? Lăng Y, làm sao cứu sống người này? Dần dần để lão xem xét vết thương. Tiểu thư, hình như hắn ta là người Tây Hạ. Lão không cần phải bận tâm, lão quên rằng dưới mắt của một lang nghi là chỉ nghĩ có một việc cứu người, cần gì phải bận tâm chúng tộc hay thân thù. Dần, đó là lẽ tự nhiên, nhưng lão sợ. Ta đã ra lệnh thì trách nhiệm về ta, lão chớ băn khoăn mà chỉ cần tuân lệnh. Dần, người ta có sao không mà không cử động? Khi lão đưa ta nhổ mạnh mũi tên ra, vết thương khá sâu nhưng không nguy tính mạng. Lang Y nói sao? Không nguy có nghĩa là cứu được. Dần, nhưng sao Lang Y lại bồn chồn lo lắng? Vì lão có một điều. Thì lão cứ nói đi.
muốn cho bệnh nhân sớm hồi phục tinh thần, chỉ cần một hoàn hồi nguyên lực là xong. Nhưng cần phải có nửa chén máu đào hòa thuốc thì mới có hiệu lực hồi sinh. Vậy thì máu của ta đây, lang y hãy cắt tay mà lấy nửa chén máu. Tiểu thơ để cho kẻ khác làm việc đó chứ. Không ai có quyền thay ta làm việc đó. Lão nghe rõ chưa? Đưa chén đây. Dân. Trời ơi, những giọt máu đỏ tinh khôi, tay run run lão hưng nghẹn ngào, tưởng như lệ mình đang nhỏ giọt rưng rưng. Tiểu thơ hy sinh nửa chén máu tươi để cứu nguy một người trai xa lạ địch thù. Lão nghẹn ngào rưng rức lệ đau thương, đã đổ máu cho người, xin để lão rịch vết thương. Lan y, tình yêu của tiểu thơ mới chính là thứ tình yêu kỳ diệu. Chẳng những nó làm nảy chồi xanh lộc tình yêu, mà còn làm ấm tình quê hương nòi giống. Nhưng nó cũng làm đau tình phú tư. Kìa, hồi nguyên lực quả là thần dược. Lan y hãy về yên nghỉ đi, để một mình ta săn sóc cho chàng. Vâng. Nước, cho tôi miếng nước. Người đã tỉnh, nước đây. Đây là đâu? Kìa, ông làm động vết thương. Ta đã thọ trọng thương và nàng đã hai lần cứu mạng. Vâng. Ta đã hai lần giãi nợ của nàng, tại sao nàng không để cho ta được chết? Cụ Thạch Xuyên, ông vô tình lắm. Thiên Kiều ơi, ta đã trót nguyện dâng đời cho quê hương chủng tộc, làm sao sống trọn nỗi bình yên để nhìn màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của nhân tình. Ta căng chặt răng cắt lìa đoạn tơ tâm sự cho vỡ dụng tan tành. Hoàn cảnh hôm nay còn biết làm sao khác, xin nàng hãy xem ta như một kẻ không quen. Mai một ngày giữa chiến trận ta sẽ gặp lại nhau, và biết đâu sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại rồi sẽ cúi đầu thương tiếc, vuốt mặt cho người tình trên chiến trắng chiều hôm.
sinh ra chỉ là những con người yêu tôi. Tại sao chiến tranh giết chết mộng yêu đương? Cổ Thạch Xuyên, tôi muốn được nghe ông nói một lời rằng ông đã yêu tôi và còn yêu tôi mãi mãi. Thiên Kiều ơi, dù ta có nói vạn lần như thế cũng chỉ là cơn gió thoảng chung nắng hồn trên đỉnh núi mù sương. Rồi ngàn mây lớp lớp sẽ văng văng xua cơn nắng nhỏ ngủ triền miên không trở dậy, cũng như tình yêu của chúng ta bừng lên trong thoáng chốc rồi khép kín lạnh lùng trong giấc ngủ thiên thu. Thiên Kiều ơi, dù ta có nói yêu em và dù cho mai mốt này chiến tranh không còn nữa thì em cũng trở về quê hương Mông Cổ để ta còn lại băn khoăn nhìn theo quốc bóng nghi ngựa hồng. Ngày trước tôi đâu nghĩ rằng tôi sẽ khổ, nào ngờ buồn bã lắm phải không? Nhưng và bây giờ tôi đã khóc. Buồn mà chi, làm sao với nhớ thương lệ buồn rơi môi má phai hồng. Khóc chi hỡi ai, tình xưa như nước trôi qua cầu, tình đã bay xa như dần mây cuối đời. Một đời sắc xe buồn thôi đành xa cách nửa chung máu hòa rút hồi nguồn lực, dòng máu của Thiên Kiều đã luân lưu trong huyết quản của Thạch Xuyên. Tình đôi ta rồi cũng đành vĩnh biệt, dòng máu này xin trả lại cho ai? Xuyên ơi, nợ của ông trót dài xin trọn đời cất giữ, dù nắng và yêu thương hay lạnh lùng xa lạ. Xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi nguyên vẹn ở trong người. Trả máu cho tôi là ông trả cả cuộc đời. Sự hy sinh của tôi hoàn toàn vô nghĩa, và tôi là người không hiểu được ý nghĩa tình yêu. Cho chứ không đòi, dù phải đau xót đến bao nhiêu, ông đừng dội xem tôi như người xa lạ. Đừng dội khinh tôi, dù tôi là người Mông Cổ, đừng ghét tôi cho thêm lắm tội tình. Nợ ta dai ta phải trả, tôi chưa đòi sao ông vội trả cho tôi? À khắc Thiên Kiều, ta e sợ rằng ta không trả nổi, rồi nợ sẽ nối tiếp quan khi mà cao vợ chất chồng. Nhưng ít ra máu của tôi và ông đã chảy ở chung dòng, thì không lẽ ông chỉ xem tôi hoàn toàn thù nghịch không chút tình gì với kẻ đã yêu ông?
nếu mai này đất nước có bình yên, nàng về với quê hương với cát vàng sa mạc, ta sẽ nhớ mãi một người con gái nhỏ đã dâng trọn tim yêu khi trận chiến chưa tàn. À khắc thiên kiều, anh chúa sa, tại sao em che chở kẻ gian, tại sao em phản bội cha anh, phản bội giống nồi Mông Cổ? Tại vì em đã yêu. Yêu hắn? Vâng. Vậy là kẻ thù sẽ cướp mất của anh một đứa em đã cùng anh chung sống trọn thời thơ âu. Nó sẽ giết hại đời em, làm em phải khổ, và rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dại ngờ với người ta, khi hối tiếc ăn năn đã lỡ rồi kiếp hồng nhan. Anh khuyên em nên suy nghĩ càng cùng, tình yêu là càng mê bay khôn lường, chỉ trong một phút yêu lòng là một đời dở dang. Lời khuyên của ông tôi nghe như một cụ già đang dạy đứa bé lên mười, tập tành đọc sách đi thánh nhân. Em đã lớn lên trong lứa loạn và đã có nhiều sự dài khôn, em không đến đổi hứa thân, anh đừng lo sợ cho em. Thiên kiều ơi, anh sợ rồi đây, anh phải làm kẻ tiễn đưa đứng nhìn con đò xưa rời xa bến cầu, bỏ lại dòng sông xưa bàn bạc màu trắng heo rũ cho khách sang sông chờ đợi đến bao giờ. Anh sợ tiễn đưa rồi sẽ thương nhớ ngắm người, sợ mất em, sợ mất kỷ niệm thời thơ ấu mà chúng mình đã cùng sống bên nhau. Thiên kiều ơi, anh thương em và chỉ nghĩ đến em, anh lo lắng cho em vì chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ khi em đã dấn thân vào chốn tình trường. Em biết và em đã bằng lòng với hiện tại, em không nghĩ đến tương lai. Nếu một mai rồi đời em sẽ khổ, em sẽ vui lòng chấp nhận cho mình. Thiên kiều ơi, em đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể thản nhiên nhìn người ta gieo khổ cho em. Dù rằng anh cũng đã tự làm khổ anh khi cố tình dựng lên một thiên đường trong mộng, nhưng trời ơi, mộng đã bay cao nhạt nhòa sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng.
không biết rồi đây có còn lại gì không, hay sẽ mất đi tất cả những gì anh ao ước cho mùa xuân ngủ yên ngoài chân đời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn. Anh Chu Sa, nếu thương em, xin bảo vệ tình yêu của em. Không thể được, anh không thể tha cho nó. Ta chưa hề biết cầu xin người Mông Cổ một điều gì, và ngươi phải chết. A Khắc Chu Sa, nếu giết người ta thà anh giết em đi. Thiên Kiều, em điên rồi. Anh sẽ thưa lại với phụ thân tùy người đến liệu. Anh Chu Sa, anh Chu Sa. Thiên Kiều, phụ thân, thì ra chính con đã cứu mạng tên võ tướng Tây Hạ. Có phải lần trước cũng chính con đã giải thoát cho chàng? Thiên Kiều, phụ thân, cô xin quỳ chiêu tôi. Thiên Kiều, con đừng quên con là người Mông Cổ. Người Mông Cổ không có tình yêu sao cha? Nhưng con không thể yêu một kẻ bất tài. Gái Mông Cổ hiên ngang không thể đem trọn tình yêu mà trao cho một dung dân chiến bại. Thắng bại là lẽ thường của kẻ cầm binh, nhà ngươi đừng lên giọng miệt khinh. Đừng sức lâu ngang tàn mà mi không toàn tánh mạng, đứng trước chúng tướng đại mong ngóng cuồng là chuốc họa vào thân. Hãy cúi mặt rút đầu mà xót thương thân phận thấm hiu. May ra ta sẽ thương tình đi mà tha mạng cho người. Ta có thể bất tài, người muốn giết hay tha tùy tiện, nhưng không thể uống lưng để làm nhục quê hương. Khốn nạn! Cha, con cúi dập đầu tha thiết gian cha. Đừng hành hạ nặng nề vì người vừa thoát trong thương. Tội nó lớn bằng trời, giam chống lại đại mông. Ngoài tội chống lại lính trời, nó còn là một tên đạo tặc. Toàn cướp mất con ra khỏi vòng tay thương mến của cha. Nó phải chết tan thi mới với bao nhiêu tội chồng. Đừng hăm dọa thất công, ta vẫn đứng đây chờ ngươi xuống lệnh. Xương thịt dấu nát tan, ta thề không nhục khí hùng anh. Cô Thạch Xuyên, nàng lo sợ cho ta, chết là về miền vĩnh cửu, không có gì phải hối tiếc. Nhưng chỉ buồn cho ai đã vì ta mà vướng lụy vào thân. Dù không nói ra nhưng cũng thấy ngậm ngùi chút tình buồn hôm nay. Xin trả cho em trong giây phút sau cùng, rồi ta sẽ đi vào thiên thu ngủ một đời yên phận. Từ đây mình coi như đã hết rồi. Xin em đừng khóc đừng thương, nhà ngươi đừng mong thoát đi được nơi này. Luật chiến trường không thể nào buông tha, và dung dưỡng kẻ thù để di hòa về sau. Con cúi đầu xin cha tha thứ tội, con đã yêu và đã nguyện trong lòng. Nếu ai cha nợ giết chàng, con sẽ suốt đời khổ đau.
cha chiều thấy ý con lần chót, tạm tha mạng sống cho gã. Con muôn vàng cảm đội ơn cha, nhưng nó phải theo chân đám tù nô lệ. Còn con, nội nhật ngày mai con phải lên đường về Mông Cổ. Cha! À khắc chu sa, hãy đưa em con về phòng yên nghỉ và lo thu xếp hành trang để sáng mai nó lên đường cho sớm. Đi mau. A khắc thiên kiều, quân, hãy dẫn Thạch Xuyên vào ngục xiềng chung với đám nô lệ và rạng sáng ngày mai bắt nó làm tên mã phu, đưa thiên kiều về Mông Cổ. Đưa A khắc thiên kiều về Mông Cổ. Tại sao? Tại sao nó lại phải về Mông Cổ? Ta ở lại một mình. Không, không, quê hương của nó ra đây chứ không phải là Mông Cổ. Tiêu Kim Phụng con, Tiêu Kim Phụng con. Kìa, bà, sao bà lại vào đây? Mà bà vào đây để làm gì? Tôi đi kiếm con tôi, Tiêu Kim Yến. Sao không biết con tôi? Tôi đã hầu hạ nó và biết được rằng nó sắp là phu nhân của A Khắc Lự. Trời ơi! Kìa bà, sao bà lại thán thốt? Sao bà không mừng khi nghe tôi báo một tin vui? Ông muốn tôi nên vui cái vui gì đây? Vui cái vui của một bà mẹ thấy con mình yên bề gia thất, hay vui khi nghe con quên thù giấm quốc, trao thân cho kẻ thù đang dài đạp quê hương? Bà nên vui cái vui của một bà mẹ nuôi cho con nó trắng da dài tóc, má đỏ môi son đã làm mềm lòng sắt đá của viên dũng tướng đài mong. Để bước chân lên trên gấm lụa huy hoàng, làm một mệnh phụ phu nhân, ngất ngưỡng trên ngôi cao. Thật bà khéo dạy dỗ con, khôn ngoan biết chọn một con đường, tạo cuộc sống son vàng, xa lánh cảnh lầm than. Phải ông muốn mẹ mày, tôi không biết dạy dỗ con mình để cho nó hèn tìm mà kẻ thù mà trao thân. Không, tôi chỉ muốn lời khen, bà đã khéo dạy dỗ con bà, sống cho riêng mình quên mối thù quê hương. Ông ấy cho tôi gặp con tôi để tôi hỏi nó tại sao âm giàu sang mà quên hồn dâm quốc, trong khi cha mẹ quê hương vẫn nặng lòng thương nó vẹn thâm tình. Dù lòng mẹ lúc nào cũng thương con như xương thịt của mình, nhưng nếu nó vong tình đất nước thì thà là tôi xuống tay hạ sát nó đi. Tôi chỉ thèm nhìn hạnh phúc của con tôi bên cạnh một người chồng Tây Hạ hiền lương chất khi phát, thì dầu chết đi tôi vẫn yên lòng nhắm mắt, không sợ miệng đời nguyền rủa miệt khinh. Theo tôi nghĩ, con của bà được cao sang thì bà nên hãnh diện, chứ tại sao lại sợ bị miệt khinh? Dù con tôi mất cha khi còn nhỏ dại, nhưng tôi luôn thay chồng để dạy dỗ con tôi. Nhưng ông là ai? Có liên hệ gì đến mẹ con tôi mà giọng nói như giận hờn trách móc? Tôi là ai? Tôi là một lão già điên, một kẻ đổi mồ về từ cõi chết. Với quá khứ tôi là một người chồng bạc phước, còn bây giờ tôi chỉ là một bóng ma thôi.
tôi sống chẳng khác nào một thằng câm có miệng mà không bao giờ nói được. Gặp vợ tôi không dám nhìn dám nhận, còn đứng trước con tôi thì tôi chỉ cúi mắt làm thinh. Cho nên với bà tôi chỉ cùng một lời khuyên là bà hãy về đi đừng bận biểu gì thêm nữa. Đưa con bất kêu kia bà coi như đã chết, đừng nán lại đây mà chuốc quà cho mình. Tai quả gì tôi sẵn sàng gánh chịu, ông hãy chỉ được cho tôi đi kiếm đứa con bất hiếu để tôi chết trước mặt nó cho nó vui lòng. Không được. Tại sao? Tôi cấm bà. Cấm tôi? Ông có quyền gì mà ông cấm tôi? Quyền của một người cha, một người chồng không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc ước mơ gặp lại những thầm tình. Vội liệm đã từ lâu, chồng con rời ra đôi phương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương theo khô lòng. Trời ơi, phải chăng người cũ trở về, tôi đang sống thật ở cõi đời hay trong giấc mộng đêm buồn? Chính tôi đã trở về gặp lại bà đây. Ông đây mà. Bà. Phải rồi, bàn tay của chồng tôi đây mà. Ông ơi, 17 năm không phút giây nào tôi nguôi thương nhớ. Cảm tạ trời cao đã cho vợ chồng tôi còn có phút giây này. Ông, còn con Phụng, con của tôi bây giờ mặt mũi nó ra sao? Ông đây mà, con nó ở nơi đâu? Nó nghe béo hay gầy, đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp con tôi. Bà hãy về đi. Kìa, sao ông đuổi tôi như đuổi giặc? Vì tôi sợ. Ông lo sợ điều gì? Tôi sợ chết bà. Từng tuổi này tóc quý bạc đi da nhăn, ông còn sợ chết đi hay sao? Không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho cả con mình. Mười mấy năm tôi nghẹn ngào chờ đợi nhìn con mà sợ cho con. Ông nói gì mà tôi không hiểu? Tại sao ông sợ cho con? Tại vì nơi đây là một phiên chợ, ai muốn ra vào tùy ý. Thưa tiểu thơ, bà này là... Là ai? Bọn quân canh cũng phải bị trừng phạt vì không cánh phòng cẩn mật. Lão hãy ra truyền thai toán khác và phạt giam chúng 3 ngày. Tiểu thơ, đây là thẻ lệnh đi ngay. Xin dân đi bà. Bà này ở lại. Tiểu thơ, bà này là một bà điên mà. Lệnh của ta đi. Dân. Tại sao bà lại cười? Tôi điên mà, tiểu thơ không thấy sao? Tôi cười mà sao nước mắt của tôi rơi. Chảy dài trên những vết trùng tan thương, con tôi là một đứa con gái mất nết mưa thầm.
tôi phải tìm đến đây mà nghe bắt khi nó trở về. Nước mắt bà rơi làm cho tôi xúc động. Bà điên thật hay giả dạng mà thăm dò quân tình. Tiểu thơ đừng vội vã mà kết tội quan tôi. Không lẽ còn gái bà là mà có mặt trong đoàn quân diễn và kêu hùng. Không, con gái tôi không là người mong cô. Nó sắp trở lòng phản bội cùng A Khắc Lữ nên nghĩa châu trần. Nhưng tôi nhất quyết chẳng bằng lòng. Nên bắt đi về dạy lại nó phải trọn lòng yêu mến quê hương. Ta sẽ điều tra lại, nếu đúng như vậy ta sẽ tha cho bà. Quân, đưa bà lão này xuống tạm giam chờ lệnh ta. Không, hãy cho tôi gặp con tôi. Hãy cho tôi gặp con tôi. Tay mang xiềng xích và chiếc nón che phủ cả mặt mày. Dạ, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thơ về Mông Cổ. Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ. Người hãy đi đi. Tôi không dám cãi lệnh của vạn phu trưởng. Nhưng cãi lệnh ta, ngươi nhận lấy cơ kinh. Kìa, cô Thạch Xuyên. Dạ không, tôi chỉ là tên mã phu trong đoàn quân hộ tống tiểu thơ lên đường về Mông Cổ.
Ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng chờ đợi, linh người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đưa bổn phận cho đến khi tiểu thơ về đến quê hương, tôi mới mong thoát kiếp tù đầy đau khổ. Tôi phải về Mông Cổ, trời ơi không biết rồi đây mình có gặp lại nhau không. Định mệnh đã chia xa đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm tôi. Để cho tôi được nhìn lại khuôn mặt người tình mà kể cho nghe những niềm thương nỗi nhớ, được chiều chuộng nâng niu như nghĩa vợ chồng. Cho em được trao anh lời thấm thiết mặn nồng, để nói nhau nghe lời sao vui, gọi là tống biệt một khi lần cuối. Bao nhiêu lời em đã nói với anh, là bấy nhiêu tình cảm em đã trọn dành cho anh đó. Dù mai đây em phải về Mông Cổ, nhưng khối tình sầu mang trọn nỗi thương đau. Thiên Kiều, em hãy lên đường về Mông Cổ. Mã Phu, hãy chuẩn bị khởi hành. Không, em không về, em không về Mông Cổ. Nếu em không về, tên Mã Phu này sẽ phải chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cô Thập Xuyên, nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại tôi chiến bại rồi đành chịu bó tay thôi. Người tiến đưa ta về lại quê hương với các trắng cao đã tan tành sụp đổ, với kỷ niệm chưa thành sao dội xóa tan đi. Mặt trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai một đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp, và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quán sáng còn xa xăm dịu vời, mưa tròn chân đang hí rộn bên ngoài. Xin tiểu thơ đừng nản lòng.
lại nơi này. Ôi ngầm ngồi sao người lại tìm đưa ta, còn thương nhau bấy là còn cố bấy. Một bước xa rời lòng chợt thấy quặng đau. Thạch Xuyên, nhà ngươi hãy ra ngoài đợi lệnh. Dân A Khắc Thiên Kiều. Anh Chu Sơn, em sợ lại nơi đây mãi mãi. Vì Vì sao? Vì thiếu người ta làm sao em sống nổi. Mới gặp gỡ mà xa người ta em không sống nổi. Sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ, nếu vắng em rồi anh sống với ai đây? Thiên Kiều, anh yêu em. Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Khi em dám chân lên bồi xóa một thiên đường, giấc mơ xưa chỉ còn lại đông to tàn. Anh không biết phải làm gì hơn gì nữa, nên cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nói ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi, thiên thu anh cầm nín lời. Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm? Ai cách chú xa, anh điên rồi phải không? Thật anh với em không cùng chung máu thịt, và tên em không phải là A Khắc Thiên Kiều. Anh chú Sa, thật vậy sao anh? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu chiều. 17 năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống dậy gần cuối bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt cội nguồn. Trời ơi, A Khắc Chu Sa, mày là phản bội tao. Cha, có thật gì không cha? Con phải con không là người mang dòng họ A Khắc. Cha muốn xử con như thế nào cũng được, nhưng xin cha xác nhận là con yêu Thiên Kiều không phạm tội loạn luân. Câm miệng lại, thằng khốn nạn. Đi đi, nếu không tao sẽ giết mày. Cha, đi. Con đi đây, vĩnh biệt. Cha, cô thật. Cha thương con. Cha, con gian cha, con gian cha, hãy cho con biết sự thật. Thiên Kiều, giờ phút này cha cũng không giấu giếm con làm chi nữa. 17 năm trước cha đã cứu giúp con giữa cơn sóng dữ muôn trùng. Trên dòng bão động giữa hoàng hà. Trời ơi, như vậy quá thật rồi. Con là một đứa con rơi.
cha chỉ biết là bảo đâm một thuyền buôn. Cha chỉ kịp cứu con còn bao nhiêu vùi trong lượng sông muôn trùng. Trời ơi, cha mẹ con chết cả rồi, trời con quá bơ vơ. Dù con đã tận tường sự thật, cha vẫn luôn yêu mến ở trong lòng. Cha, xin giang tạ ơn cha. Thôi con hãy vào trong yên nghỉ đi. Cha sẽ truyền lệnh hủy bỏ chuyến về Mông Cổ vì hơn lúc nào hết. Cha cần có con bên mình. Đi đi con. Vâng. Dạ. Việc gì? Chu công tử một mình một ngựa phi về hướng quân Tây Hạ, có lẽ đã lọt vòng dây. Hãy để binh mã theo ta giải cứu cho nó. Đi mau. Mở xiền, ông ấy rời khỏi nơi đây lập tức. Người đã cột sẵn ngoài kia, ông ấy lên yên tẩu thoát. Tiêu Kim Yến, nàng hãy cùng trốn với ta. Không, ông lẻn vào đây và bị bắt. Chỉ vì ông yêu cô gái Mông Cổ đó. Nàng muốn nói? Tôi muốn nói là tôi khổ đau riêng tôi mà ai nào đâu. Đã yêu thương nhau, người ta thường hay ao ước cho mai sau cùng ai tên nghĩa tóc tơ. Giờ thì lòng tan nát, người tôi yêu đã xa tôi rồi. Tình còn lại đơn phương, người ra đi đến phương xa nào. Không, người vẫn còn đây
mà sao tôi ngỡ như người ra đi không bao giờ trở lại. Người đối diện với tôi mà ngỡ rằng xa lạ như từ cõi nào đâu chưa gặp gỡ bao giờ. Cho nên tình tôi như nước chảy qua cầu, tự nhiên tôi khám phá ra lòng mình khác lạ, và tôi hiểu rằng mình đã trót dương mang. Người ta nói yêu là nhận lấy khổ đau, tôi biết thế mà vẫn không sao tránh khỏi. Cho nên giờ đây tôi mới âm thầm nuốt lệ, nghe cay đắng bờ môi và cay đắng cả linh hồn. Cô nương phải theo tôi về Tây Hạ, vì tôi đã hứa với Bá Mẫu, bất cứ với giá nào tôi cũng phải cứu cho được cô nương. Mẹ tôi đã nói gì với ông? Bá Mẫu nhờ tôi giải thoát cô nương. Thì ra ông mạo hiểm vào đây để... Phải, tôi đã nhận lời ký thác mạo hiểm vào đây là để cứu cô nương. Nào ngờ đâu bất tài lại phải nhờ cô nương giải cứu. Hãy đi đi về với non sông gấm vóc, đời của ông còn cần cho đất nước, còn phần tôi đành nhận riêng phần bạc má hồng. Nếu ông về được đến quê hương và gặp lại người mẹ già tóc bạc, hãy nói với người rằng tôi đã chết để cho mẹ hiền đừng ngóng đợi tin con. Lúc này không phải là thời gian kể lễ, cô nương hãy theo tôi rời khỏi nơi đây. Đứng lại! Kẻ lăng loàn và một người phản bội. A Khắc Thiên Kiều, thôi đừng tìm lời biện bạch cho thất kỳ công. Chính mắt ta thấy tai ta nghe, cả hai định trốn khỏi nơi này. Cổ Thạch Xuyên, ông là người gian trá, mà tôi đã lầm đau trọn trái tim yêu. Người Mông Cổ hung hăng thì làm gì biết nghĩa thật của chữ yêu. Thạch Xuyên, ông đã nói những gì với tôi? Nếu nàng nghĩ ta phản bội lọc lừa, ta quỳ xuống đây rồi nàng hãy giết ta đi. Tôi giết ông để đòi lại giọt máu chung tình mà tôi đã gửi trao cho ông từ đêm tương ngộ, đòi lại nơi ông tình yêu và hơi thở mà ông đã dai mượn của tôi để san sẻ cho người. Tôi chưa thể quên ông mà ông ấy đã phụ tôi rồi. Tôi yêu ông như yêu mùa xuân đầy nắng ấm, có tiếng chim hiền hòa rộn rã giữa vườn thương. Vậy mà ông đối với tôi quá bạc bẽo phũ phàng, nỡ xem tình tôi như một trò đùa vô nghĩa, trò đùa của một khách qua đường xa lạ, ngắt cành qua xuân không thương tiếc chảnh lòng. A Khắc Thiên Kiều, các người đã làm khổ ta, ta buộc tất cả phải nếm mùi đau khổ. Quân, đưa bà lão tới đây. Yên là phải không con? Mẹ Yên ơi, có phải con đã quên ngọn rau tất đất nên đã cúi đầu trước kẻ thù xâm lược để nhận phận nô tỳ sửa trắp nâng khăn? Không, người ta buộc con khoác áo phu nhân, con từ chối nguyên giữ tròn trinh tiết, sao mẹ lại vào chốn hiểm nguy, đem thân già yếu vào hang hùng miệng soi?
Yên ơi, gian khổ hiểm nguy mẹ không hề biết sợ. Mẹ chỉ sợ con ngu hèn nên lặn lội tìm con. Cấm miệng lại! Đây không phải là chỗ để các người khóc than kể lể. Hãy đón nhận cực hình. Khoan phụng ơi, nếu con được lớn khôn do hột lúa dưỡng nuôi của người Mông Cổ thì xác thân và tim móc được tạo ra là do công lao của cha mẹ sinh thành. Hả? Lão đang ý nói gì? Con đừng xuân tay giết chết một thâm tình. Mười mấy năm nay cha nghẹn ngào tâm ninh, nay không thể đứng nhìn con hành hạ mẹ con. Ông bảo sao nó là Tiêu Kim Phụng, là nấng rước xa lìa từ 17 năm nay. Phải, Phụng con, hai người đàn bà con toan sát hại là mẹ hiền và chị ruột của con. Lão Lăng Y muốn nói: con là con ruột của ta và người đàn bà đáng thương đó. 17 năm trước A Khắc Lữ cứu sống cha con ta trong lần đắm thuyền giữa Hoàng Hà Báo Đông, và từ đó hắn không cho ta được nhìn con. Tên thật của con là Tiêu Kim Phụng. Đúng rồi, mẹ, con của mẹ, em, cha, con. Khắc Thiên Kiều, anh chưa sao, anh đã bị thương. Phải, nhưng anh còn đủ sức giết bất cứ kẻ nào muốn cướp Thiên Kiều ra khỏi vòng tay thâm tình của anh. Chưa, chưa sao. Thiên Kiều, tại sao em lại hận đường gương chịu chết? Anh chưa sao, anh đừng giết những người thân của em. Trời ơi, ta giết người ta yêu, ta giết Thiên Kiều rồi. Thiên Kiều, chú Sa, con. Dạ, anh chú Sa đã, lo đã ngủ say. Trong chiếc bao chắc có nhiều mộng đẹp. Nó mỉm cười. Không, nó đã chết. Nó bỏ ta. Và con cũng sắp bỏ ta. Con sắp bỏ cả cuộc đời này. Trước khi vĩnh viễn ra đi, con muốn yêu cầu cha một việc. Con cứ nói. Dưỡng phụ, hãy thả mọi người thân của con cho họ về Tây Hà. Cha hãy hứa. Ta hứa. Quân, hãy mở cổng thành cho những người Tây Hà không thả ra đi. Cảm ơn dưỡng phụ. Mười bảy năm trời nuôi dưỡng thương yêu, để nhận được hệ tiếng cảm ơn. Dưỡng phụ lạnh lùng xa là ta mất hết rồi. Cô thật xin, hãy đưa em về Tây Hà và chôn em trong lòng đất quê hương. Hãy đắp cho em năm mộ và mỗi dịp xin cất tiếng ru em. Anh sẽ làm cho em tròn ước nguyện, anh sẽ ru em bài hát ru sầu giang cô. Sầu đau em ngủ đi say giấc nồng, ngàn năm yên nghỉ quên đi bao khổ sầu. Một đời say giấc sầu, một đời quên khổ đau. Ngủ đi người ơi, ta ru ngàn năm vào mộng đi hỡi người. Ngọt ngào anh hát ru, gió lên chiều vắng ta ru em sầu.
em mãn nguyện rồi. A Khắc Thiên Kiều, hãy gọi em là Tiêu Kim Phùng. Vinh biệt Tiêu Kim Phùng. Em ngồi tựa lưng vào vách đá, nghe tiếng lửa reo ti tách trong này và gió khóc ngoài kia. Tại hạ chợt nhớ tới những ngày xưa trên đỉnh Võ Đang Sơn, thèm nghe tiếng hát ru dỗ dành giấc ngô. Đại ca, tiểu muội sẽ hát ru đại ca vào mộng đẹp và ru lòng mình với nỗi cô đơn. Xin ru giấc say người quên hết đau sầu, lời thoáng bỗng nghe lời ru giấc mơ tuyệt vời. Bỗng nghe ngọt ngào như suối đó càng cao, ví như nghe thượng khúc ca cùng hàng. Người ơi hãy ru tiếng ru tuyệt vời. Vũ ca đã ngủ say rồi, gió ngoài kia trở lạnh, tiểu muội đắp chiếc áo này cho vũ ca đỡ lạnh đêm nay. Trời tối rồi, sao phụ thân chưa trở lại? Không biết có việc gì bất trắc xảy ra không? Vũ ca hãy ngủ cho yên giấc, tiểu muội đi chốc lát rồi trở lại. Nhị sư ca, nhị sư ca, nhị sư ca đã có người yêu khác, họ đã chăm sóc dỗ về cho giấc ngủ nhị sư ca. Và tiểu muội chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, vì nhị sư ca đã hết yêu rồi. Tiểu muội, bạch thiên hương, thôi nhị sư ca đừng gọi đến tên tiểu muội mơ màng trong giấc ngủ, vì như thế chỉ làm cho tiểu muội tội thân thêm. Mộng mị làm chi khi đã mất nhau rồi, thà rằng cứ lãng quên đi, mà coi nhau như kẻ lạ qua đường. Bạch thiên hương, bạch thiên hương ơi, nhị ca vẫn còn mãi mãi yêu em, yêu suốt một đời mình. Lòng nguyện với lòng thủy chung, thôi tình nghĩa thủy chung xin đừng nhắc làm gì. Chuyện tình buồn đành khép lại, ta
gặp lại nhau không? Nhị sư ca, tiểu muội còn đây. Tiểu muội chưa hề bỏ rơi nhị sư ca. Vậy mà nhị sư ca đành lòng quên tiểu muội. Nhị sư ca đã có người yêu khác thì mình còn gặp gỡ nữa mà chi? Bạch Thiên Hương, Bạch Thiên Hương. Dạ, dạ, dạ tôi. Nhưng mà tôi không phải là Bạch Thiên Hương. Không phải là Bạch Thiên Hương à? Tôi mới gặp lại nàng, nhưng có lẽ là trong giấc chiêm bao. Cô nương, cô nương là ai? Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, không có hạnh phúc, không có tình yêu. Tôi sinh ra với đời nhưng bị đời dứt bỏ. Cô nương nói thế nghĩa là? Nghĩa là tôi đã khổ suốt mười mấy năm qua. Tôi sống cô đơn từ thâu đến bây giờ. Không biết chuyện yêu đương gì, không có người thương. Có lẽ cô nương vẫn ước ao một cuộc đời hạnh phúc để được sống yên vui trong nghĩa vợ tình chồng. Lời cô nương nói ra khiến tôi dành lòng xót thương. Tôi xót thương cho phần má hồng và chỉ còn biết cầu mong cuộc đời cô được bình yên. Ông ơi, phải chi thượng đế cứ sinh tôi ra là cỏ, là hoa, là gió, núi, mây, trời hay cát bụi. Phải chi tôi không óc, không tim, không tình, không cảm thì thù hận với yêu đương đâu làm tôi nặng gánh thương sâu. Tôi còn sống đây mà như đã chết từ lâu rồi. Nghĩ đời mình thật vô cùng bất hạnh, tôi đã buồn bao nhiêu, nhưng cũng đành trong số phận hẩm hiu. Vì trời đã trót sinh tôi ra làm thân con gái, cho hết kiếp này đây mình mới đã xong nợ rồi. Nhắm mắt ngủ yên quên bỏ chuyện hồng trần. Cô nương, tôi chỉ biết khuyên cô nương một điều. Điều gì? Ông hãy nói. Đời người chỉ có một mùa xuân. Ông ơi, mùa xuân của tôi đang ngủ giấc thiên thu, chắc không bao giờ trở dậy. Tôi chỉ là một cô gái quê mùa xấu xí, thì đối với đời tôi còn được khao gì. Càng ước mơ càng hẹn tôi thêm nhiều. Người ta chê tôi vì tôi xấu xí, người ta ghét tôi vì tôi bạc phước vô duyên. Thế cho nên tôi đã sống lặng câm, ôm nỗi khổ một mình không ai hay biết. Mai mốt này nếu tôi bỏ chết thì chắc cũng không ai vuốt mặt cho mình. Tâm sự của cô nương làm cho tôi buồn, tôi nhớ. Ông nhớ gì? Thân phận của tôi. Tương lai là chuỗi ngày dài đêm
mà hiện tại thì đổ nát kiên tan. Tôi lần dò trong qua thứ trống không để tìm cho mình một chút gì gọi là kỷ niệm. Trời ơi, tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng với một xác thân quằn quại nỗi thương sầu. Cả đã xa rồi như giấc mộng, tất cả đi bỏ rơi tôi vào quên lãng để cho tôi một mình thương nhớ mãi không. Ông này nói nghe thật là lạ hả? Ông đã có vợ rồi mà ông còn khổ nữa hay sao? Ai nói với cô nương là tôi có vợ đó? Vậy chứ còn cô gái nào vừa hầu quạt cho ông lúc nãy? Đó chỉ là người bạn tốt. Ông thật là diễm phúc. Chỉ có tôi, chỉ có một mình tôi là vô phước, sống giữa cuộc đời trơ trọi bơ vơ. Thôi, vĩnh biệt ông. Cô nương đi đâu? Không biết nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ đi thật xa, cho đến khi mòn mỏi rồi ngã gục ở vệ đường. Tất cả oán hận yêu thương chỉ có thể tìm quên trong cõi chết. Cô nương ơi, nếu cô nương sẽ quên được những buồn đau đắng cay khi giá từ cuộc đời này, chỉ mình tôi ôm nỗi xót xa khúc quan vô lượng đành mang theo nơi chính sông. Dù chết đi tôi cũng không buồn, phút giây cuối cùng tôi cầu xin với ông vuốt mặt giùm đời trầm luân trong bể khổ, thì chúng ta chỉ biết ngậm ngùi cho thân số mình sao bạc phước vô duyên nên bất hạnh hơn. Chớ còn biết nói làm sao khi định số đã an bài. Cô nương thì than thân trách phận vì trọn đời cô độc bơ vơ. Cô nương có những nỗi niềm không nói được, còn tôi cũng có nỗi khổ của riêng tôi. Hãy sáng cứ mang cho đến hết cuộc đời, cho đến ngày tàn nỗi quan vô lượng.
cô nương ơi, tôi biết nói gì đây. Hãy nói đi ông, chỉ một lần thôi thì chắc tôi không còn sống bao lâu nữa. Để mai một đây khi đã vào thiên cổ, tôi không phải tủi hờn vì số phận hẩm hiu, và tôi có thể